Xin chào mừng toàn thể quý vị khán giả thân yêu đang đến với chương trình Siêu Bất Ngờ. Chương trình Siêu Bất Ngờ do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty Đông Tây Promotion thực hiện. Chương trình hân hạnh nhận được sự đồng hành của nhãn hàng nước tăng lực Number One, chanh và dâu cuộn trào sảng khoái bật tung năng lượng. Chương trình sẽ phát sóng vào lúc 20:30 tối Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Thưa quý vị thân mến, được rất nhiều người yêu thương và gửi thư về cho chương trình rằng là họ muốn nghệ sĩ bị ăn bột nhiều hơn. Chú khoái đi, ập bột lên cái cô đó. Chú khoái phải ập bột lên cái cậu đó. Anh ơi, nhưng mà trước giờ là toàn là người chơi là phán đoán tài năng này có thật hay không. Em muốn thử cái tài phán đoán của anh. Em sẽ mời ba cô gái rất xinh đẹp và anh hãy đoán cô đó là ai, được không anh? Đoán tên luôn hay là đoán nghề nghiệp? Ba cô gái đó là vũ công. Tìm vũ công trong ba người đó. Dạ. Ai là vũ công đích thực? Dạ đúng. Mời ra đi. Xin mời ba cô gái. Cái cô ở giữa là cô áo đen đó. Dạ. Đó đang nhảy múa kém. Nhảy múa kém. Có dạng như là kiến cắn rồi nhảy. Ủa kiến lửa. Hồi nãy đó. Dạ 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 dạ. Còn cô mà rằn ri da beo này. Dạ. Có khả năng không phải là nghệ sĩ nhảy. Đi như đi chợ. Bà chỉ giỏi shopping thôi. À vậy hả anh? Ví dụ cái áo nhiêu vậy? Cái quần này nhiêu vậy? Em lấy hai cái. Đó. Còn bệnh cuối cùng là gì anh? Cuối cùng chắc là do nghệ sĩ. Dạ. Ai vậy? Bật mí lại đi. Anh nôn quá, anh nôn biết họ quá. Bây giờ mời mở mặt nạ. Trời ơi, đưa rồi anh Trịnh Kim Chi. Cái gì vậy? Đi về, đi về. Không, dừng lại. Đi về thiệt. Anh đang so sánh sắc đẹp Ngọc Thanh Tâm giống như chị Trương Ngọc Ánh hồi xưa. Ồ. Oh. Ý anh bây giờ là chị Trương Ngọc Ánh sao? Không phải, tại vì ngày xưa chị đẹp giống vậy. Hồi xưa chị rất đẹp mà. Hồ Bá Trâm là giống chị Diệt Trinh hồi xưa. Wow. Cô Phạm Lịch em là giống Trịnh Kim Chi hồi xưa. Trịnh, em thích cô ấy. Ba chị nó đẹp lắm, đẹp lộng lẫy lắm. Rồi. Nhưng mà anh dùng cái từ ngày xưa, ý anh là sao? Là thời, ý là thời mấy cô đó còn trẻ đó. Thời đẹp nhất là bằng của ba cô em ấy. Em hiện tại bây giờ á. À dạ. Anh đang nói đỡ cho em đó. Anh ơi, bây giờ ba cô gái ai cũng xinh xắn hết rồi. Quan trọng là hiện tại cả ba đều đang độc thân. Wow, và bây giờ rất phù hợp một người sáu mũi cao to. Sáu mũi. Sáu mũi. Còn sáu mũi là mũi rồi. Sáu mũi. Dạ. Sáu mũi. Một chàng trai sáu mũi, đẹp trai rất là lãng mạn, rất là khủng khiếp lắm. Một người mà em thích, ngoài trừ chân thành là chỉ có một người này là có thể thắng được rồi. Wow. Đừng đưa người thân vào chương trình của chúng tôi. Vô lý. Bây giờ thôi. Harry sẽ xin giới thiệu, xin mời. Wow. Em thấy chưa? Thật thái. Còn cái vấn đề sáu múi đâu chị? Em à, thật ra cái đẹp nó theo bám em từ rất lâu rồi. Em là soái ca mà. Em đồng ý. Đồng ý. Dạ đồng ý. Ủa sao con mắt thẩm mỹ của em mà càng ngày càng đi xuống vậy? Em ế quá mà anh. Em ế quá mà anh. Em ế quá mà anh. Anh à, giờ ế quá có đại đi ha. Dạ đại đi anh. Bây giờ hãy nói ba điều tốt ở em mà những cô gái này phải có em bằng được. Hiền lành. Hiền một. Tốt tính. Tốt. Nhìn là tốt tính. Mấy người hiền người ta cũng tốt mà. Đẹp trai ạ. Đẹp trai ạ. Cái đó bỏ đi. Em ha. Tin. Em đi qua đây đứng nhìn chị luôn đi. Mọi người mời em ra đây không biết để làm cái gì hết anh ạ. À. Lúc đầu nói là nghe thấy đẹp trai là phóng ra mọi người khen. Rồi cuối cùng đẹp trai ra mọi người chê quá chê. Rồi bây giờ nói em nói là nó bị khờ á. Không sai mà. Mình đến với khán giả chân thành thì khán giả cũng sẽ yêu thương mình một cách chân thành nhất. Dạ. Bây giờ anh sẽ mời cũng đẹp hơn nữa. Hồi nãy là hoàng tử đúng không? Dạ. Bây giờ lấy gì anh? Hoàng Thái Hậu. Hoàng Thái Hậu. Hoàng Thái Hậu. Ủa con gái mà phải không anh? Hoàng Thái Hậu là con Hoàng gái. Thái Hậu là anh cả của hoàng tử đó. À, dạ. Trời ơi. Xin mời Hoàng Thái Hậu. Xuất hiện.
Thấy chưa, người ta đẹp trai vậy, người ta bước ra cái hú liền, cái là hú liền. Còn mặt anh Hòa này bước ra hú liền. Hòa như Hiếu đâu có nhích về gì nhiều ha, dạng như là bên hai nút bên mười nút vậy. Hôm nay bận áo giống nhau nè. Dạ, em cố tình cho hai anh em mình nó ngang bằng nhau á. Em thấy nói chung là hai anh này em thấy rất là duyên dáng. Hiền lành là hai người đều có. Dạ, đều hiền lành. Và có cái duyên dáng, mà duyên dáng cái nó style nó hơi khác nhau. Khác nhau như thế nào? Dạ, đây là duyên lộ, còn đây là duyên ngầm. Đúng rồi. Phải suy nghĩ thì mới hiểu được cái duyên của anh Hiếu. Đúng rồi. Dạ. Ngày hôm nay không phải là đại chiến kháng rễ, nhưng chúng tôi cũng gọi là có một sự mai mối nhẹ. Dạ. Dạ. Để gửi đến các bạn. Nếu không thích, chúng tôi còn nhiều cái lựa chọn khác dành cho các bạn. Anh Long Nhật, anh Vũ Hà thì đi châu Âu chưa về. Dạ. Còn anh Đức thì hiện tại vẫn chưa có bạn gái. Rất nhiều sự lựa chọn. Dạ. Ừ. Em nghĩ đây là tốt nhất rồi đấy ạ. Đây là tốt nhất rồi, đúng rồi. Rồi, như vậy là chúng ta giao lưu cũng vui rồi. Mời Hoàng Tử và Hoàng Thế Hậu về dưới cùng với các phi tần. Các bạn chắc cũng đã biết về luật của chương trình. Từ mùa 1 thì đã có Mã Văn Khoa, Hồ Quang Hiếu. Anh Hiếu có. Em gái Hồ Hiếu là Hồ Bích Trâm. Lịch là Lịch người mới hoàn toàn. Không, em chưa chơi nữa. Ô, em là người chưa mới hả? Em là ba mùa nè, mà chưa có mùa nào em ăn bột vào chân á. Thì đó lý do chương trình mời em lại để cho một lần em phải bị đó. Tự nhiên hôm nay em rất là thích ăn bột luôn á. Wow. Ồ, vậy thì không cần phải đập đâu. Bột ơi. Bột đâu rồi? Nhưng mà phải chơi nữa chứ. Ừ thì thà nói vậy. Chúng ta sẽ có những vòng chơi như sau. Dạ, nói chung là tổng cộng là có 6 vòng. 3 vòng đầu tiên thì y như cũ thôi. Các bạn sẽ quay lưng lại với sân khấu và tài năng của chúng tôi sẽ xuất hiện. Và các bạn suy nghĩ, ê, người này có vẻ như là tài năng thiệt, thì các bạn quay lại. Còn nếu không, đừng quay lại. Chị, vậy vậy là trước khi mà mình trả lời mình ê một cái chứ đúng không? Ê, A, O đều được hết. U là sai. U là sai, U là kỳ. Sao U là kỳ? Tiếp tục chương trình. Tiếp tục chương trình. Dạ. Vòng thứ tư là vòng mặt nạ. Tài năng của chúng tôi đeo mặt nạ sân khấu, được quyền hỏi mỗi người một câu, sau đó quay lưng lại và đoán. Vòng thứ năm, hai người tài năng xuất hiện trên sân khấu phải lựa chọn ai là người thật và người giả. Và ai là người giả. Vòng cuối cùng sẽ lựa chọn người đặc biệt trong nhóm người, có thể là người thật trong nhóm giả hoặc là người giả trong nhóm thật. Và vòng sáu đặc biệt hơn những vòng kia. Những vòng kia mỗi vòng 5 triệu đồng chia cho những người đúng. Vòng 6, 10 triệu đồng chia cho những người đúng. Các bạn ở vòng 6 có một cơ hội đặt cược bằng thiên thần hộ mệnh nằm trên tay. Sẽ đặt cược 50% giá trị tiền thưởng đang có lúc hiện tại. Mọi người có hiểu chưa ạ? Quá đơn giản, những người quay mặt lại sân khấu mới được biết diễn biến xảy ra. Những người đoán sai và không quay mặt thì không được biết diễn biến. Và khi sai chúng ta sẽ bị hình phạt đến từ những chàng trai lực lưỡng của chương trình. Xin mời. Xin mời. Đây là những chàng trai độc thân, đẹp trai, học giỏi. Ủa vậy sao không gả cho ba đứa tụi em cũng độc thân nè anh? Mình chọn được không chị? Ờ, chị chọn anh ở giữa nha. Nè, chị, bây giờ chọn anh sẽ hỏi. Anh ở đầu tiên. Các bạn có đồng ý không? Các bạn có đồng ý ba người phụ nữ này bước vào đời mình hay không? Hai, anh ba. Ơi, em chọn anh đó anh ơi. Lắc hoặc gật. Không, không, không. Các bạn ế tiếp tục. Mời vào bên trong, cảm ơn. Anh ơi, ế là xu thế đây. Ế là xu thế của những người chống chế khi bị ế. Ồ, mình ế mình phải tự hào chứ, tại sao cứ để cho anh Giang sỉ nhục như vậy? Đây không phải là sỉ nhục, đây là sự thật. Sẵn sàng chưa? Dạ rồi. Mời quay lưng. Khoa tập trung vô nha em. Dạ. Và kính thưa quý vị, trước khi tài năng đầu tiên xuất hiện, chúng ta cùng nghỉ giây lao trong giây lát. Xin cảm ơn quý vị. Siêu bất ngờ. Và bây giờ sẽ là tài năng đầu tiên của chúng tôi. Cô gái với khả năng uống dẻo trên gậy chống siêu điện. Xin mời. Wow. Rất bí ẩn.
một màu đen tuyền bạn ấy đang mặc trên người. Sau đây chúng tôi sẽ giải thích trước cho quý vị hiểu. Sẽ có những cái cây sắt được hàn vào một bục bệ, sau đó họ sẽ chống tay vào những cái đó và nâng cơ người lên, sau đó uốn dẻo tới trước sau các kiểu. Bạn diễn viên này là mặc trang phục như thế nào vậy ạ? Dạ, bộ trang phục của em đang mặc trên người là một bộ đồ mèo đen huyền bí bó sát người. Sao nghe cái giọng? Cái giọng nghe nó... Đúng, cái giọng này là giọng diễn viên nè. Cái giọng diễn viên này là cái giọng mà chương trình bắt phải diễn. Đúng rồi. Hoặc là em nghĩ là hỏi xong nhưng mà xong rồi cầm cái mic đưa ai đó nói á. Đúng. Không biết phải. Trời Tâm ơi, em càng ngày càng thông minh nữa Tâm ơi thiệt. Chị đã học bộ này lâu chưa? Dạ cũng lâu rồi ạ. Trời ơi sao? Thấy chưa, hai cái giọng khác đúng không? Ủa chị cho em hỏi là khi mà mình diễn với sắc như vậy thì nó có làm chị bị chấn thương rồi nhiều không? Dạ có. Thường là chấn thương ở đâu nhiều nhất ạ? Dạ ở tay ạ. Chị cho em hỏi không biết là chị uống dẻo nó giống con cua được không ạ? Nó lật ngược cái đầu lại á. Ủa là sao ta? Nó hai cái chân cái đó là con nhện, giống con nhện hơn á. Đây đúng rồi ạ. Chị làm được không? Dạ được ạ. Bây giờ tôi mới biết cái chiêu mà đưa mặt ra phía trước xong hai cái chân vòng qua đụng vô cái mặt là con cua đó nha. Nhờ hộ hiểu tôi biết á. Nếu mà diễn viên siếc là đa số là ở Hà Nội nhiều hơn hay là ở Sài Gòn nhiều hơn ạ? Dạ đa số diễn viên siếc là ở Hà Nội nhiều hơn. Và cái nguồn gốc của siếc là bắt đầu từ Hà Nội. Chị đếm hộ em xem giờ trên sân khấu mấy người ạ? Không. Dạ thưa anh, trên sân khấu hiện tại đang có 1.000 con người. Chị cho em hỏi là chị diễn ở đâu ạ? Dạ thường em diễn ở rạp xiếc công viên gia đình. Bây giờ để có thêm cơ sở cho các bạn, mời diễn thử. Wow. Chị mà làm dễ dàng dữ vậy. Chưa mọi người ơi, đừng để anh Giang với chị Hoa đi lừa nha. Không, thực ra là cái cô này cố chọc xoạc ngang xoạc dọc vậy là rất là tốt luôn đó. Rất tốt, em nghĩ là chỉ có tới đây thôi là đã đủ rồi. Đủ những rồi. Người mà tinh tế là người ta biết rồi. Liền luôn. Mời năm chàng trai lực lượng vào vị trí. Rồi, chúng ta còn 5 giây để suy nghĩ cho hành động sắp tới của mình là đúng hay là sai. Nếu đúng có tiền thưởng, nếu sai ăn bột mì. Tài năng vòng này là khó chứ không phải là dễ. Hồi nãy giờ chúng ta nói giỡn, nhưng mà để tìm được sự thật là rất khó. 5 giây còn lại. 5 4 3 2 1. Vết ngăn bắt đầu chạy. Vài giây cuối cùng nha. Và bây giờ là sao? Quay. Như vậy là 4 người quay lại, 1 người không quay lại. Ủa Phạm Lịch ơi, tại sao không quay lại? Em không tin. Ủa mà tại sao không tin? Có nghĩa là nãy giờ bạn ấy đưa một số thông tin khá là chính xác mà tự dưng cái kiểu nói rõ quá thì em không tin. Mạc Văn Khoa, bắt gặp hành động cử chỉ lời nói nào mà cái neuron thần kinh của em chấp nhận cho việc em quay lại? Cái lý do mà để anh quyết định anh quay lại và tiếp cận với những đau thương sắp tới là cái lúc mà em... Anh ổn không anh? Hả? Anh ổn không? Không, anh ơi. Không, cái lúc... Anh ơi, anh nói nhanh giúp em sắp xỉu rồi. Ý là anh cảm nhận được cái nghề của em là thật. Anh tin em á. Thì trời, em nói rồi, Khoa thông minh lắm. Trời, thích lắm luôn, thích em lắm. Em cảm ơn chị Ngọc Thanh Tâm. Dạ. Tại sao quay lại? Em nói thiệt là bởi vì em nghĩ là chẳng lẽ đầu chương trình mà chương trình lại để cho một cái không đúng sao? Đúng vậy. Đúng luôn. Em phân tích đúng. Mặt em Khoai phân tích vẫn đúng. Mỗi người phân tích đều đúng hết. Quan trọng là lựa chọn là sai lầm. Hồ Bích Trâm, tại sao quay lại? Tại vì một tháng nay là em có một cái sự tập luyện chung với lại diễn viên siếc. Cho nên là em hiểu rất là rõ là những diễn viên siếc đa phần những người mà tập trung với em đều là ở ngoài Bắc vào. Và tập luyện cũng thời gian rất là dài mới thể mà làm được cái công việc siếc này. Hay quá mấy đứa, mấy đứa anh phần... Giang ơi, chưa bao giờ thua đó. Phân tích như thánh vậy. Chưa bao giờ ăn bột lần nào hết. Thiệt luôn, thầy dạy siếc của em cũng là người quay bắt vào và cũng tập luyện được 8 năm rồi. Không mà thật ra thì bệnh này rất là phân tích đúng. Rồi, nè, quan trọng là Hiếu nè. Anh Hiếu ơi, anh phân tích sao anh? Tại sao anh quay lại? Nãy nghe anh Giang la to quá, cái cô này chắc phải làm cái gì dữ dội lắm anh mới la như vậy. Đúng vậy Hiếu ơi. Bị diễn, có thể bị diễn nữa.
Tại vì các anh chị em không biết tôi và Hồ Hiếu đã đi những buổi đi chơi như thế nào, ca hát như thế em nào. Em hiểu tính anh mà. Hiểu tính anh, dạ. Em hiểu nhau. Đúng rồi, có gì anh nhảy cho em cái là em biết liền luôn. Đúng vậy, Hiếu ơi. Gì kìa vậy? Vậy đó. Nhảy cho em. Thưa các anh chị, bây giờ có hai trường hợp xảy ra. Nếu những người quay lại là đúng, có nghĩa là tài năng thật, thì mỗi người sẽ mang về 1.250.000 đồng. Yeah. Trong trường hợp đây là tài năng giả thì bốn người đó chắc chắn là phải dính bột và một mình Phạm Lịch mang về 5.000.000 đồng. Đúng rồi. Mời các bạn sáu múi tiến vào vị trí nghệ sĩ. Bạn Phạm Lịch không quay lại cho nên mời các bạn đứng vị trí Phạm Lịch vào bên trong nghỉ ngơi. Không quay lại thì đâu có ăn bột đâu. Không ăn bột. Và kết quả của chúng tôi 5.000.000 đồng ở vòng đầu tiên của chương trình. Dạ. Cái vòng mà Ngọc Thánh Tâm nói rằng là chả lẽ mở đầu lại đưa một tài năng giả sao. Và 5.000.000 đồng thuộc về Phạm Lịch. Anh không ngờ một người nhỏ nhắn sở hữu một nét mặt thiên thần như em lại là một con người như vậy. Em lừa được 4 người luôn á. Em là ai? Em là Khánh Ly, năm nay 19 tuổi và em đang là học viên cũng như diễn tại sân khấu kịch Hồng Dân. À, diễn viên cho nên diễn tùm lum kiểu hết cho nên mọi người thông tin không biết là đúng rồi. Anh ơi, cho em lại ôm anh Mạc Anh Khoa cái, tại thấy ảnh đau lòng tội nghiệp. Cảm ơn em nhiều lắm. Đừng vì câu nói đó mà mấy tao ôm nha. Rồi, cảm ơn em đã đến với chương trình và giúp anh hạ được 4 người.